Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, lời Chúa trong bài học Kinh Thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta giữ gìn đời sống mình thức tỉnh, nhạy bén trước sự nhắc nhở của lời Chúa, sẵn lòng ăn năn khi phạm tội để đời sống thật sự nhận được phước hạnh, sự thương xót của Chúa. Bài học nương trên Kinh Thánh Hebrews chương 3 câu 7 đến câu 19 với đề tài đừng để lòng vô tín. Cho nên như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, là ngày thử Chúa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm mà còn thử để dò xét ta. Nhân đó ta giận dòng dõi này và phán rằng: Lòng chúng nó lầm lạc luôn, chẳng từng biết đường lối ta. Này là lời thề mà ta lập trong cơn thạnh nộ, rằng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ của ta. Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Nhưng hàng ngày, anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng. Trong khi còn nói rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Vả, ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ai Cập sao? Đức Chúa Trời đã giận ai trong 40 năm? Há chẳng phải giận những kẻ phạm tội mà thay họ đã ngã trong đồng vắng sao? Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Vả, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin. Câu gốc của bài học hôm nay là: Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Hebrews chương 3 câu 12. Câu hỏi suy ngẫm: Dân Israel đã vô tín như thế nào và chịu hậu quả gì? Bài học lịch sử của dân Israel cảnh báo Cơ Đốc nhân điều gì? Chúng ta học được bài học nào khi nhìn thấy những người Israel không được vào nơi yên nghỉ? Kính thưa quý vị, dân Israel sống hơn 400 năm khổ sở trong cảnh nô lệ tại Ai Cập và không ngừng rên xiết cùng Chúa. Ngài đoán đến hoàn cảnh của họ nên đã dùng ông Môi-se giải cứu và dẫn họ đến xứ Canaan đượm sữa và mật để họ có thể được yên nghỉ. Trong hành trình ấy, họ chứng kiến không biết bao nhiêu phép lạ của Chúa, từ việc Ngài giáng 10 tai vạ kinh hoàng trên Ai Cập, khiến nước biển đỏ rẽ làm đôi, hiện diện cùng họ trong trụ mây và trụ lửa. Thế nhưng, khi đến bên ranh giới đất hứa, 10 trong số 12 người đi do thám sứ trở về đã nói rằng: Chúng ta không đi lên cự dân này được vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Theo Dân Số Ký chương 13 câu 31, họ gieo rắc sự nghi ngờ khiến dân chúng trở nên vô tín, cứng lòng, chống lại ông Môi-se và đòi lập lãnh đạo khác để quay trở lại Ai Cập. Hậu quả là thay vì được vào đất hứa, họ phải lang thang trong hoang mạc suốt 40 năm và cả một thế hệ rời khỏi Ai Cập, trừ hai ông Giô-suê và Ca-lép, không ai nhận được sự yên nghỉ trong đất hứa. Nhắc lại lịch sử của dân Israel, trước giả thư Hebrew cảnh báo Cơ Đốc nhân: Hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Trong câu 12, lòng vô tín sẽ khiến chúng ta không được vào nơi yên nghỉ. Trong câu 18, câu 19, một số người giải thích nơi yên nghỉ trong xứ Canaan tượng trưng cho thiên đàng. Tuy nhiên, ngay cả khi vào xứ Canaan, thì dân Chúa vẫn còn phải chinh chiến. Nên nếu nơi đó là hình bóng chỉ về thiên đàng,
thì chưa thỏa đáng. Mục sư Warren Wisby giải thích rằng sự yên nghỉ trong xứ Canaan tượng trưng cho việc yên nghỉ trong những phước hạnh thuộc linh được hứa ban cho người tin nhận Chúa Giêsu. Còn người nghi ngờ lời Chúa và sống trong sự vô tín thì tuy đã ra khỏi Ai Cập nhưng vẫn chưa vào Canaan. Nhiều cơ đốc nhân dù đã đặt đức tin nơi Chúa Giêsu, được cứu ra khỏi hình phạt của tội lỗi, nhận được lời hứa về sự sống đời đời, nhưng vẫn đang sống khắc khoải, mệt nhọc mỗi ngày, chứ chưa thực sự được yên nghỉ trong những phước hạnh thuộc linh, vì để cho tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Trong câu 13, vậy nên mỗi người cần cẩn trọng đời sống mình và cũng khuyên bảo lẫn nhau để thức tỉnh, nhạy bén trước sự nhắc nhở của Chúa, sẵn lòng ăn năn ngay để đời sống theo Chúa thật sự phước hạnh, sung mãn. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi con phạm tội, xin Đức Thánh Linh cáo trách lòng con và giúp con có thể mềm mại, biết ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ từ Ngài, để đời sống con thật sự sung mãn, phước hạnh và yên nghỉ trong tình yêu Cha. Amen. Quý vị thính giả thân mến, có tội lỗi nào đang cản trở chúng ta kinh nghiệm sự yên nghỉ trong những phước hạnh thuộc linh của Chúa hay không? Dặn lòng cậy Chúa không thôi, sống theo lời Chúa trọn đời sống con, dầu khi yếu đuối vẫn còn bước đi với Chúa sắc son trọn đời. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.